Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Quý vị thân mến, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến chống giặc nội xâm, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng. Sự có mặt đông đủ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các bộ ban ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 500 đại biểu dự họp trực tuyến và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố kết nối đến cấp huyện, xã đã thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng ta trong việc kiên định, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về vấn đề này, cũng như nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, các khóa 11, 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Trước hết, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và cảm ơn các đồng chí đã tham dự hội nghị đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc, mang đến cho hội nghị một tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao. Tôi cũng xin gửi đến các đại biểu và các đồng chí có mặt ở các điểm cầu lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Hội nghị của chúng ta đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và ý kiến phát biểu của một số đại biểu. Tất cả các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm quý, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Để kết thúc hội nghị, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ, nhấn mạnh một số vấn đề để chúng ta thống nhất cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Tôi xin nói hai vấn đề. Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022. Phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. 1. Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022. Như chúng ta đều biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và mong muốn, quyết tâm tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa cho công tác phòng chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 tháng 5 năm 2012 đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Thực hiện chủ trương này, ngày 1 tháng 2 năm 2013, Ban Chỉ đạo đã chính thức được thành lập và bắt đầu triển khai các hoạt động mới với thành phần gồm những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan có liên quan của Đảng và Nhà nước. Qua báo cáo tổng kết và nghe các ý kiến phát biểu, qua kết quả cụ thể trong thực tế và qua điều tra dư luận xã hội, sự đánh giá của các tổ chức quốc tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng phát huy kết quả và rút kinh nghiệm về đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn trước. Trong 10 năm gần đây, với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu. Có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến của người dân 93% bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, khiến cho mọi sự việc xuyên tạc, chống phá của các thế lực xấu, thù địch trở nên trơ trẽn, được cười. Đó là thành công lớn trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua. Nổi bật là ở 5 điểm sau.
1. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật và kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tăng cường chỉ đạo, tập trung kiểm tra xử lý các tổ chức đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao và cán bộ trong lực lượng vũ trang, làm một cách nghiêm minh từ trên xuống dưới, có trọng tâm, trọng điểm. Kỷ luật Đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho kỷ luật hành chính và cho công tác thanh tra, điều tra, xử lý theo pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản lĩnh tinh thần kiên quyết, mở rộng phạm vi đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy, cấp huyện và cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Trong giai đoạn 2012-2022, cấp ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ đảng viên. Trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 29 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa 11 và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa 13. Trong đó có 8 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng. Đây là một bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng. Các ngành thanh tra kiểm toán có nhiều cố gắng công tâm, khách quan, làm rõ các sai phạm, đã xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước. Nhất là đã tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm và công khai các sai phạm liên quan đến nhiều dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm. Từ đầu năm 2012 đến nay, qua công tác thanh tra kiểm toán đã xử lý thu hồi hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất, xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể cá nhân, chuyển cho cơ quan điều tra xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu phạm tội, kiến nghị sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thay thế hơn 2.000 văn bản, trong đó có nhiều văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tiến hành một cách kiên trì, kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, làm sai, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình. Hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức được rõ sai phạm của mình và tâm phục, khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, cảnh báo, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tạo được bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Đã xử lý dứt điểm nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cả những vụ tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước. Với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Trong 10 năm qua, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm gần 16 vụ án tham nhũng, chức vụ kinh tế với hơn 30.300 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo gần 1.000 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ. Trong đó, trực tiếp theo dõi chỉ đạo 313 vụ án. Việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và đưa ra xét xử sơ thẩm 120 vụ án, 1.083 bị cáo. Trong đó, có 37 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự, 1 ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 6 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Kết quả phát hiện, điều tra và xử lý tham nhũng trong thời gian qua càng chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Tôi đã nhiều lần nói rằng, việc xử lý nghiêm cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau lòng, rất đau xót. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước,
sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân. Chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu một người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo tinh thần Bác Hồ đã dạy. Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây.